vị Chúa mừng. Tình Chúa đệ nhất Tây Thiên ngự về. Hiệu đề tôi linh Tây Thiên Tam Đạo địa linh ý. Bắc Kỳ có đồi Tây Thiên.
dõi truyền thiên hạ hứng liền đi. Bao xuân sắc đẹp tốt tươi dường ra soi trong để ta quyến xuống xe ý nghĩa ơi à. Trắng rằm tháng tám
để bóng cho đồng lịch sử, cho đồng tốt tươi, Chúa về đồng sang áo sang thân. Ý nghĩa ơi à, trình vua cha, trình nên quốc mẫu đơ tòa, ý nghĩa ơi à. Trình nên quốc mẫu bơ tòa, hội đồng quan lớn trình tòa sơn cha, còn trình nên tư phủ công sơ tại thế một người khi khai
mẫu phó trò phụng sự khói ngàn ý. Suối dài oan dài khúc minh chân trường sinh con nước Tây màu ngọc
tôi đến chầu vào trước cửa đền có hồ bát nguyệt xung quanh đền đồi núi lô xô khen này khéo họa địa đồ ý à. Soy về Sơn Trang
chúa đẹp làm sao na na đúng đúng tiền và sáng đúng linh trong đền đúng linh trong đền đẹp làm sao sau sinh đệ tử con dâng nghề trước sinh Phật thành sau trình vua cha chỉ nên cuộc mẫu bờ bỏ chỉ lên cuộc mẫu ba tòa mười đồng quan lớn trình tòa sơn trang chỉ lên tiên chúa nguyệt hồ chứng cho con tâm đồng thành tâm
xanh lam. Chúc ngôi cao hồng hào diện mạo, nhớ khi xưa thái tổ chiều lên có người con gái thôn quê. Được thầy ủy cốc tiên sinh một đời làm phúc công cứu dân.
thần nữ đền thờ nhị công vua Hùng Vương thánh tổ Lạc Hồng xem khắp nghe hết gần xa vào chùa hương tích nghe Phật nghe bà quán ân
nhau. Anh đức tin đang sáng tỏ bên non, trời màu xuân sắc tốt tươi dương xa, nên trên ngàn múa đăng hai hòa, cùng vào là đất xẻ ra là trời, cùng vào là đất.
sơn cha. Sơn nghe cha các đồng nghề xa gần làm tôi anh ninh lừng lẫy núi đồi. Thính giá hồi